Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề về môn bóng bàn. Trong chương trình, mời quý vị cùng điểm qua 5 lợi ích của môn bóng bàn đối với trẻ em. Mục tư vấn và chỉ dẫn, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ chia sẻ về phương pháp huấn luyện môn bóng bàn dành cho lứa tuổi trẻ em và hướng dẫn kỹ thuật giật bóng xoáy lên và xoáy xuống. Mục câu chuyện thể thao có phóng sự về ông Vũ Khánh Trung ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ xây dựng nhà tập bóng bàn cho người dân chơi miễn phí. Thưa quý vị, bóng bàn là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ngoài người lớn thì hiện nay có nhiều trẻ em yêu thích và tập bóng bàn từ nhỏ bởi những lợi ích môn thể thao này mang lại. Sau đây, mời quý vị cùng điểm qua 5 lợi ích của môn bóng bàn đối với trẻ em. 1. Củng cố mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Bóng bàn là một cách tuyệt vời để bố mẹ dành nhiều thời gian cho con. Những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ và bình luận sau mỗi pha bóng khi chơi bóng bàn sẽ góp phần gắn kết tình cảm gia đình. 2. Dạy trẻ giá trị của làm việc chăm chỉ. Bóng bàn đòi hỏi người chơi tập trung tối đa vào quả bóng và chuyển động liên tục xung quanh bàn. Vì thế, đây là cách thích hợp để rèn cho trẻ đức tính chăm chỉ, tập trung. Mối tương quan giữa chiến thắng và chăm chỉ là một khái niệm quan trọng trong môn bóng bàn. 3. Nâng cao kỹ năng ra quyết định. Bóng bàn đòi hỏi phản ứng ngay lập tức với các bước di chuyển của đối thủ. Điều này giúp những người chơi phát triển tư duy nhanh. Bởi vậy, trẻ em thường xuyên chơi bóng bàn có thể cải thiện khả năng nhận thức của trẻ, giúp trẻ tư duy và ra quyết định đúng đắn. 4. Cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Bóng bàn là một môn thể thao có nhịp độ nhanh, đòi hỏi sự tập trung vào quả bóng cùng với sự phối hợp giữa tay và mắt. Trong khi chơi bóng bàn, các vùng não khác được kích hoạt đồng thời. Thông qua luyện tập, bóng bàn có thể cải thiện đáng kể sự tỉnh táo và khả năng tập trung của trẻ. 5. Nâng cao sự tự tin. Bóng bàn giúp trẻ em tìm ra khía cạnh tốt nhất của tài năng, giúp tăng cường sự tự tin của trẻ. Trong quá trình đánh bóng, khi trẻ tự tin sẽ đánh bóng chính xác và ghi điểm. 6. Để những lợi ích của môn bóng bàn đối với trẻ em mang lại hiệu quả thì cần phải có phương pháp tập luyện phù hợp với lứa tuổi. Sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ chia sẻ về phương pháp huấn luyện môn bóng bàn cho lứa tuổi trẻ em. Mời quý vị cùng theo dõi. Đối với môn bóng bàn thì có thể tập từ 6 tuổi trở lên, có nghĩa là bắt đầu các cháu lúc 6 tuổi có thể nhận thức được thì có thể cho các cháu đi tập được. Một lợi ích cho môn bóng bàn là cho các cháu rèn luyện một về thể lực thể thao, hai là bớt cho các cháu nó bớt chơi điện thoại, và trong môn bóng bàn thì giúp các cháu sẽ phát triển nhanh nhạy về những phản xạ. Đến tập luyện thì phải có trang phục nhất là gọn gàng, giày dép này, phải đi giày đi dép trong khu tập luyện. Thời gian các cháu tập chỉ khoảng 2 tiếng, từ 5 giờ khoảng đến 7 giờ là phù hợp với sức khỏe của các cháu. Và trong một buổi tập thì các cháu sẽ được tập luyện những động tác cơ bản, đôi công phải, đôi công trái và di chuyển phải, di chuyển trái, gò phải, gò trái. Sau đấy thì sẽ tập nâng cao cho các cháu là sẽ là tập bóng bắt đầu giật bóng xoay xuống và phối hợp phải trái. Sau một thời gian tập luyện thì sẽ cho các cháu là thi đấu cọ sát với nhau. Tiếp theo chương trình, huấn luyện viên Ngô Trường Giang sẽ hướng dẫn kỹ thuật giật bóng xoáy lên và xoáy xuống. Đây là kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn mà những người tập cần nắm vững để sử dụng trong trận đấu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật giật bóng xoáy lên. Đầu tiên tư thế của mình là chuẩn bị hai chân rộng, rộng hơn vai một chút này. Lượng lực là phải dồn vào hai chân này, cúi xuống mình động tác mình nghiêng khoảng 60 độ, giật bóng điểm cao nhất trên bàn. Khi bóng đến bàn lẩy lên điểm cao nhất, mình thực hiện động tác từ sau ra phía trước, hướng phía mắt trái phía trước, hạ xuống, giật lên, hạ xuống, giật lên. Hạ xuống, lên. Mình sẽ đánh lên cái điểm bóng cao nhất này. Thầy hướng dẫn em sẽ giật quả bóng, động tác giật bóng xoay lên này. Hai chân rộng vậy, hơn vai này, trọng tâm vào cả hai chân này, cúi xuống này. Cú xuống, động tác này, ngắn này. Khi bóng điểm lên điểm cao nhất là mình hạ xuống này. Bóng lẩy sang đến điểm cao nhất mình giật từ dưới lên trên phía hướng phía mắt trái mình hạ này, giật lên này, hạ này, giật lên này, hạ này, giật này, hạ xuống. Rồi, giật lên phía mắt trái mình, cúi xuống giật đi. Rồi, lên khi lên dứt khoát tay lên. Rồi. Nào. Hạ xuống giật mấy cơ. Rồi, khi lên đẩy nhanh chân lên. Rồi, hạ xuống nhanh chân lên. Tiếp. Mắt mình nhìn hướng sang bên kia kìa, hướng này, hướng vào hướng bóng mình đánh, chứ đừng cúi xuống này, nhìn hướng sang bên kia này, hướng sang hướng bóng mình đánh,
rồi. Bây giờ mình bắt đầu giật thử quả bóng nhá. Hạ xuống vút lên, hạ tay xuống, hạ thấp tay xuống. Hạ xuống đẩy người lên, hạ xuống. Chung mày cúi người xuống, cao quá. Rồi, lưu ý động tác của Chung này. Chung phải hạ thấp, trọng tâm xuống này, thấp xuống này. Chứ mình không đứng cao này, cao này, bóng này cao mình giật nó không có lực. Thấp người xuống, hạ xuống, thấp người xuống. Hạ trọng tâm xuống, giật dồn về phía trước. Trọng tâm thấp xuống, rồi, hạ xuống, đúng rồi. Xuống thế, đúng rồi, hạ xuống kéo lên, hạ xuống kéo lên. Bóng đến điểm cao nhất, bắt đầu mình giật hạ xuống kéo lên, giật đi, giật mấy điểm. Rồi. Rồi, cúi xuống. Rồi. Rồi, bây giờ mình thực hiện với bóng nhá. Thấp người xuống. Thấp người xuống, đúng rồi. Thấp tay xuống. Tốt. Lưu ý Đức này, Đức giật như thế tốt nhưng động tác hạ thấp xuống một chút nữa, không hạ gần đây ấy ạ. Hạ thấp xuống một chút nữa mình kéo lên, thấp xuống một chút nữa kéo lên, thấp xuống, rồi. Tiếp theo, sau khi mình đã tập giật bóng xoay lên thì tiếp tục chúng mình sẽ học tập giật bóng xoay xuống. Đối với giật bóng xoay xuống, tư thế thì cũng giống như giật bóng xoay lên. Hai chân rộng hơn vai một chút, cúi người xuống, hướng vợt thì trọng lượng là trọng lực cơ thể vào cả hai chân này. Vợt thì nghiêng một góc khoảng 60 độ này. Khi quả bóng xoay xuống lấy điểm cao nhất rơi xuống, bắt đầu mình giật, mình tiếp xúc vào bóng là 2/3 quả bóng giữa vợt với bóng. Có nghĩa là tiếp xúc ở đây trên dưới giữa là 2/3, mình sẽ tiếp xúc này, kéo lên. Bóng rơi lên điểm cao nhất này. Rơi xuống một chút mình tiếp xúc vào 2/3 với bóng, mình sẽ kéo bóng lên, hạ bóng xuống. Khi lên chuẩn bị vợt và tiếp xúc với bóng, mình sẽ có một lực đột ngột, là có nghĩa là tạo xoáy, còn phải có một lực tiếp xúc đột ngột giữa bóng với vợt, bóng sẽ bay lên được. Sau đây thì Đức vào thầy hướng dẫn để Đức giật bóng xoay xuống, nghiêng vợt góc 60 độ, hạ người xuống, hạ khi vợt tiếp xúc với bóng, mình sẽ giật đột ngột một lực lên để tiếp xúc tạo ma sát giữa vợt với bóng. Lên xuống bắt đầu mình giật này. Bóng lên này, xuống điểm dưới bắt đầu giật 2/3 điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng 2/3 vào giật đi, Đức giật đi, cú xuống hạ lên, khi gần đến nơi giật đột ngột lên đấy, hạ xuống giật sức quá lên đẩy cho phải lên, rồi tiếp đánh mấy quả chậm thôi. Sau đây mình sẽ thực hiện với bóng, chuẩn bị chào bóng nữa, chậm vào. Hạ xuống. Đúng rồi. Tốt. Chân cúi xuống, hạ xuống. Đẩy người xuống, hạ thấp xuống. Co tay xuống dưới. Ma sát lên. Rồi. Hạ xuống, kéo lên. Rồi. Tốt. Rồi, đứng từ tốt đấy, lưu ý nhá. Vật cố gắng hơi ngửa ra một chút nhá. Rồi, ok. Chung vào giật. Chung thực hiện động tác đấy, cúi người xuống, thấp người xuống. Hạ xuống, giật lên. Lên, khi lên này, khi gần đến bóng này, giật đột biến này. Có một sức đột biến sẽ tạo ma sát giữa vật và bóng. Rộng chân ra. Hạ xuống, rồi. Tiếp. Rồi, bây giờ mình mới thực hiện với bóng nhá. Hạ xuống, lên đột biến, giật, đúng rồi. Tốt. Dứt khoát tay. Rồi.
À, đẩy chân lên, dứt khoát tay lên, đúng không? Tốt. Đâu có giờ dứt khoát tay lên. Tốt. Dứt khoát tay lên. Giật dứt khoát lên cháu. Hạ xuống đẩy lên. Oh. Sau đây là mình sẽ ôn lại động tác nha. Thầy sẽ ôn lại động tác với con những bài tập đã học. Giảm lực đi, càng ngày cho càng tăng lên thì cho đánh sẽ ra ngoài, giảm lực đánh cho nhiều thôi, nhớ chưa? Đấy, nhẹ đều thế thôi, thấp người xuống thế. Thưa quý vị, vốn có niềm đam mê bóng bàn, mong muốn lan tỏa bộ môn này đến với nhiều người, ông Vũ Khánh Trung ở thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã xây dựng nhà tập bóng bàn cho người dân chơi miễn phí, đồng thời dạy bóng bàn cho người chưa biết chơi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Năm 2019, ông Vũ Khánh Trung bàn với gia đình dành một phần đất ở để xây dựng nhà tập bóng bàn để tập luyện thường xuyên, đồng thời tạo điều kiện cho những người có niềm yêu thích môn bóng bàn có nơi tập luyện, thi đấu. Nhà tập bóng bàn mở cửa miễn phí vào buổi chiều hàng ngày. Mình muốn truyền cái cảm hứng đam mê bóng bàn cho đến tất cả mọi người, làm sao được nâng cao được cái sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Vốn có kinh nghiệm, lại nhiệt tình với phong trào, cho nên nhiều năm nay ông Trung dạy bóng bàn miễn phí cho trẻ em ở địa phương. Với sự hướng dẫn tận tình của ông, nên một số trẻ em trong xã Giai Phạm đã có thể chơi bóng bàn thành thạo để rèn luyện sức khỏe sau những giờ học trên lớp. Cháu học bóng bàn từ nhỏ và bác Trung dạy cháu. Cháu tập bóng bàn cháu cảm thấy rất là tốt, mắt rất là tinh. Mỗi ngày, nhà tập bóng bàn của gia đình ông Vũ Khánh Trung đón từ 10 đến 15 người. Ông Trung đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn Việt Vương với mong muốn phong trào tập bóng bàn đi vào nề nếp và tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho những người yêu thích bóng bàn. Câu lạc bộ đã thu hút nhiều thành viên ở trong và ngoài xã Giai Phạm tham gia. Đây là một trong những câu lạc bộ thể thao quần chúng hoạt động hiệu quả tại địa phương. Câu lạc bộ Việt Vương được thành lập là đã thu hút được rất nhiều các cái câu lạc bộ khác đến để giao lưu, đi thi đấu cũng như là đi giao lưu với cả các câu lạc bộ khác là đều là đạt kết quả là tốt. Câu lạc bộ nhà của ông Trung là câu lạc bộ Việt Vương, và ông Trung ông không thu phí, mà hai là ông tinh thần của ông là vui chơi giải trí, sức khỏe là chính, nên là nhà anh em rất là như là phấn khởi để đến giao lưu với như là câu lạc bộ. Nhà tập bóng bàn không thu phí của gia đình ông Vũ Khánh Trung không những góp phần đẩy mạnh phong trào tập bóng bàn tại địa phương, mà đây là việc làm ý nghĩa thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương đa dạng các sân chơi thể thao tại khu dân cư. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.